Chào mọi người đã quay lại với kênh của mình. Vâng, và ngày hôm nay thì mình sẽ vừa ngủ thức dậy, mình sẽ ra ngoài chuyến đi, mình làm món tôm nướng siêu cay. Mọi người cùng mình thực hiện, đi ra ngoài đấy thực hiện video này nhá. Đây, mình hôm nay mình cũng có mua được một ít tôm đây. Tôm thẻ chân trắng. Mình sẽ trở ra đây và mình thực hiện món ẩm thực của mình. Đây, mọi người cùng đi theo mình nhá. Mình quyết định sẽ quay trước bếp và nướng tại đây. Đây là cái cống thoát nước từ D ra ngoài sông Hồng. Giờ thì mình sẽ chuẩn bị đồ và mình sẽ nướng ngay tại đây. Vâng, giờ thì mình sẽ ướp qua cái món tôm của mình. Cho một tẹo ớt vào thôi. Gia vị thì cũng không cần, vì tẹo nữa là mình sẽ chấm tôm, không cần phải ướp nhiều đâu. Và mình sẽ xiên vào. Mình sẽ xiên vào mình mới nướng được. Nếu mà không xiên như thế này thì nếu mà là nướng là nó sẽ co cong cong người. Mình phải mua xiên này, mình xiên thẳng tưng người ra. Đấy, rất là ok. Vâng, vẫn là người đồng hành thân thiện với mình là em tôm đây. Hôm nay mình tiếp tục cho tôm đi. Hôm nay mình sẽ cho tôm ăn tôm. Tôm ăn không? Đợi anh được, xin anh cho mày ăn. Vâng, sau khi than đã cháy đượm than rồi thì bây giờ mình sẽ đến công đoạn mình sẽ kẹp các con tôm vào cái móc phơi quần áo này. Mình phải giấu vợ mình lấy ở của thằng cu phơi quần áo trẻ sơ sinh mình giấu ấy. Nhưng mà mình phải nghĩ là trò này hay phết ấy. Mình sẽ kẹp vào đây. Đấy, xong là mình
móc cái dây ở trên này xuống lướng á. À, chắc chỉ có mình nghĩ ra trò này thôi. Đó, bây giờ mình sẽ kẹp vào cho các bạn xem nhé. Đấy, chưa chơi không? Đấy, vợ mình là biết là mắng thôi thì thôi rồi, tan tát cõi lòng luôn. Qua đây. Mọi người có thấy tuyệt vời không ạ? Rất là đẹp luôn. À, đây là công dụng thứ hai của chiếc phơi quần áo trẻ, móc phơi quần áo trẻ các em nhá. Giờ thì mình sẽ hạ thấp nó xuống để lướng cho nó chín nhá. Đấy, mình sẽ gạt than đều ra. Chất lòi. Dầu xoăn hết vào rồi đấy. Quay đều nhớ từng những vòng quay, quay đều quay đều quay đều. Rất là hấp dẫn luôn đấy. Mình nghĩ là sau cái clip này của mình chắc là rất nhiều mọi người sẽ làm cái cách kiểu như thế này luôn đấy. Công dụng thứ hai của dây phơi không chỉ để phơi quần áo đúng không? Con tôm của mình bắt đầu vàng ươm lên rồi đấy, chỉ một lúc nữa chín rồi, tôm mình rất nhanh chín luôn, cực kỳ nhanh chín luôn. Thơm thế, bắt đầu ngửi thấy mùi thơm rồi, hấp dẫn. Vâng, sau khi mình lướng một thời gian khá là lâu rồi thì tất cả các con tôm này của mình đã vàng đều một màu luôn rồi, chín rồi đấy các bạn ạ. Giờ thì mình sẽ bỏ ra để mọi người cùng thưởng thức món ăn này nhé. Giờ mình sẽ gạt cái than này đi, mình sẽ giải vào lạc chuối chúng ta. À, bây giờ mình sau khi đã tải tàu vào chuối rồi mình sẽ hạ cho nó rơi xuống nhá. Rất là đói, mình nhìn thế này mình đói lắm rồi đấy. Vâng, mình sẽ dùng nước chấm là dùng chin su tỏi ớt nhá. Đúng là hợp với cả chấm tôm luôn. Rồi, quá tuyệt vời. Rồi. Mình sẽ cất cái này đi cái cho nó gọn gàng rồi mình sẽ cùng thưởng thức. Vâng, giờ thì mình và em tôm sẽ cùng thưởng thức món tôm nướng này. À, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Tôm ra đây anh cho ăn nhanh lên. Ra đây. Ra đây anh cho ăn nhanh lên. Rồi. Mời mọi người nhá, mời cả nhà nhá. Quên mối tình đầu luôn. Ngon thật. Tôm, anh cho ăn. À. Rồi, ăn đi. Há một ra tôm. Đấy. Mỗi ngày chỉ được ăn đồ sống nhưng hôm nay quyết định cho ăn đồ chín nha, mà thế nào mọi người ạ? Lớn lên trông thấy đấy, lớn nhanh lắm. Thôi ở với anh có rau ăn rau, có dưa ăn dưa nhá. Đứng đứng gắm vào đây. Rất là ngon. Món tôm nướng chống ngược của mình. Quốc sắc tuyệt vời. Shh.
Đây anh cho ăn, cứ đòi ăn nhiều à, há mồm rồi ăn đi. Rồi anh cũng ăn miếng, ông à, mỗi người miếng tham đấy à. Rất là ngon mọi người. Quá là tuyệt vời. Vâng, vì trời nó gần tối rồi, có khi là video của mình cũng xin khép lại tại đây. Nếu mọi người thấy cách nướng tôm này của mình độc đáo, cũng như thấy video này của mình hay và ý nghĩa, thì nhớ ấn like, đăng ký kênh cũng như chia sẻ ủng hộ kênh mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.